Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, tập đoàn Điện sửa nhà 82 chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới, một xu hướng mới trong năm 2024. Đó là quạt âm trần đa năng Goodman tích hợp 5 chức năng. Mã sản phẩm là K6. Về thiết kế, sản phẩm có kích thước phần mặt là 300x300mm, độ dày 150mm, công suất tối đa là 2252W, trọng lượng 6kg. Về phần mặt của sản phẩm, toàn bộ làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt. Bề mặt có phủ lớp mica bóng màu trắng, có một cửa gió thổi tự động, có một đèn LED chiếu sáng, có một giải LED hiển thị các chức năng và nhiệt độ. Xung quanh có thiết kế các khe hút gió. Về thân quạt, toàn bộ làm bằng hợp kim, sơn tĩnh điện màu đen, chống rỉ, bền bỉ với thời gian. Bên hông thân quạt có một cửa dẫn gió tự động. Xung quanh có các tay cài hỗ trợ phần lắp đặt. Về chức năng, sản phẩm bao gồm 5 chức năng. Chức năng đầu tiên, chức năng sưởi ấm. Sử dụng công nghệ sưởi PTC, kết hợp dây mài xo truyền thống, không gây khô da, không đốt cháy oxy, an toàn khi sử dụng. Công suất sưởi đạt 2200W. Lưu ý, khi bật cái chức năng này, các bạn nên bật trước 10 phút trước khi tắm. Chức năng thứ hai, chức năng thổi mát. Sử dụng động cơ ly tâm, công suất 40W. Khi sử dụng chức năng này, quạt sẽ lấy gió qua các khe và thổi ra cửa gió phía trước. Cửa gió này có thể chỉnh hướng tùy ý người sử dụng. Chức năng thứ ba, chức năng chiếu sáng. Sử dụng một đèn LED panel, công suất 12W, ánh sáng trung tính. Chức năng thứ tư, chức năng thông gió hút mùi. Vẫn sử dụng động cơ ly tâm, công suất 40W. Khi sử dụng chức năng này, quạt sẽ hút không khí trong phòng qua các khe và đưa ra cửa gió phía sau. Chức năng cuối cùng, chức năng sấy khô hút ẩm thông minh. Nó là sự kết hợp giữa hai chức năng thổi nóng và hút mùi. Khi sử dụng chức năng này, quạt sẽ chạy chế độ thổi nóng trong vòng 25 phút, sau đó tự động chuyển sang chế độ hút mùi 5 phút. Chu kỳ 30 phút này sẽ lặp lại 4 lần. Sau 120 phút, quạt sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn. Lưu ý, nên sử dụng chức năng này sau khi tắm và những ngày lâu ẩm. Phụ kiện đi kèm sản phẩm bao gồm một điều khiển từ xa không pin với 6 phím chức năng, chiếu sáng, thông gió, thổi mát, chỉnh hướng, thổi nóng và sấy khô. Một ống thông gió dài 1,5m, một đầu chặn côn trùng, một cửa sập ống thông gió, một tờ hướng dẫn lắp đặt, một phiếu bảo hành có dấu chính hãng. Toàn bộ sản phẩm thì được bảo hành 3 năm. Trên đây là những thông tin cơ bản về mẫu quạt âm trần đa năng Goodman K6 của chúng tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ thông tin bên dưới. Xin cảm ơn.